như vậy là sau này coi như là thay đổi hoàn toàn hết, thưa chưa quý vị. Đó coi như là kỳ quái, coi như là lạ lùng, đó là muốn nói qua vấn đề mà nhân sinh quan. Thì nhân sinh quan sau này cái con người của chúng ta coi như là với cái cuộc sống coi như là hết sức coi như là tốt đẹp như vậy thôi, đại khái vậy đây. Bây giờ vấn đề mà vũ trụ quan ha. Vũ trụ quan thay đổi luôn, tất nhiên là thay đổi hoàn toàn hết. Núi cao dút bỗng trôi thành biển, biển sâu hòm lại biến non cao, non cao tức khắc sông Hào, sông Hào nháy mắt biến vào rừng sâu. Cuộc thay đổi lợi đâu nói cản cơ nhiệm màu, biết dẫn sao cùng, từ bi với kẻ hiểu trung, mong nhờ Phật Thánh hộ tùng ngày đêm. Như vậy là sau này coi như là cái cuộc thay đổi, đổi châu đốc lại đổi tỉnh biên, thất sơn lại đổi, qua liên nhà bàn tất nhiên là đổi hết, không không có cái chỗ nào là không đổi hết. Như vậy thì bây giờ trong cái chỗ thay đổi đó thì mới gọi coi như là kỳ quái. Mà kỳ quái bây giờ muốn nói cho nó gọn hơn nữa đó là quý vị mình được biết bây giờ quý vị mình đang coi như là cảm nhận ở trên vùng thất sơn vậy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Ngọc Tâm hân ái kính chào quý cô chú anh chị đồng đạo gần xa kính mến. Thì hôm nay có duyên lành đi dự đám giỗ cùng chú Thư Phương, thì nhân sự tùng sự thì cũng trở về với đạo tràng của chú Ba Lực để gặp gỡ chú Tư hỏi qua câu giảng của thầy. Thì đức thầy có câu đó chú Tư: Bủ châu công luyện chốn non thần, sơn thủy môn giang bảo giác văn, kỳ quái trời nơi thiên nhất định, phương nồng dành thưởng kẻ tròn ăn. Thì bốn câu này có ý nghĩa như thế nào thì mời chú Tư giải cho đồng đạo nghe chung luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Minh Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lễ kính đức thầy. Kính thưa chư quý vị, hôm nay có nhân duyên chúng ta gặp lại để trao đổi qua giáo lý siêu thượng của đức thầy. Bởi vì đức thầy đã bảo cho chúng ta biết là cái người tín đồ ngoan đạo là chúng ta cần phải khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Cộng vào đó nữa thì chúng ta cần phải nghiên cứu tìm hiểu qua cái giáo lý của đức thầy để chúng ta lấy đó mà làm phương châm tấn ích trên con đường tu học của mình. Mà đức thầy đã hằng bảo cho chúng ta đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài Đại Rạch Ta, hay là nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo lạc đạo. Cho nên hôm nay chúng ta nghiên cứu qua giáo lý siêu thượng đức thầy, và đồng thời chúng ta cũng cần phải tìm hiểu qua cái nghĩa để chúng ta lấy đó mà làm cơ bản để tấn ích trên con đường tu học của mình. Thì vừa rồi đó là đồng đạo Tâm có nêu lên trong bốn câu giảng của đức thầy, và trong bốn câu giảng đó là bửu châu công luyện chốn non thần, sơn thủy môn giang bảo giác dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Thưa chư quý vị, thì trong bốn câu giảng này đó thì chúng tôi được biết đó là được trích từ trong cái bài Hải Chờ Thiên Định, và cũng đồng thời có bốn câu giảng mà nó khác một chữ đầu á, là bửu châu công luyện chốn non tần, sơn thủy môn giang bảo giác dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Thì nó nằm ở trong cái cuối của cái quyển nhất. Nhưng ở đây thì chỉ hỏi là trong bốn câu trong bài Hải Chờ Thiên Định. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý là bổ châu công luyện chống đơn thần là như thế nào, và chúng tôi cùng với quý vị để tìm hiểu qua cái lời thánh ý của đức thầy để chúng ta nghiên cứu và lấy đó mà là một cái cơ bản trên con đường tu học của mình. Vậy thì qua bốn câu đó là qua bốn câu bủ sơn kỳ hương, thì bây giờ đây là một cái bài thơ khoáng thủ. Mà bài thơ khoáng thủ này trong giáo lý đức thầy có rất nhiều bài, chứ không phải là trong một bài, rất nhiều bài, mà đây là một bài trong nhiều bài của đức thầy. Như đức thầy nói những cái đoạn khác là bủ kiến trừng tâm dụng thể tiên sơn sanh, giả kế trưởng quyền thiên gì đó, hoặc giả là một cái bài khác là bổ ngọc giáng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nẻo câu sâu, kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu, vân vân. Thì trong đó là bốn chữ bửu sơn kỳ hương, mà bốn chữ bửu sơn kỳ hương này đó là nó mang một ý nghĩa rất là sâu trong tông hệ của bửu sơn kỳ hương của đức Phật thầy Tây An khi xưa.
Cho nên cái tông danh của Đức Phật Thầy Tây An để lại đó, trong đó nó có 4 câu. Mà trong 4 câu đó là mang cái ý nghĩa của một cái tông hệ buổi sinh kiện hương. Mà hôm nay Đức Thầy là ra đời lấy 4 chữ là Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng mà cũng bắt nguồn từ 4 chữ buổi sinh kiện hương. Vậy thì 4 chữ buổi sinh kiện hương đó là Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên, Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền, Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc, Hương Xúc Trình Sanh Tạo Nghiệp Yên. Như vậy thì đó là một cái bài thơ tung hoành độc của Đức Phật Thầy Tây An khi xưa. Bửu Sơn Kiện Hương, Ngọc Trung Liên Sức, Quân Sư Trận Trình, Minh Mạng Tái Sanh, Việt Nam Phục Nghiệp, Thiên Địa Tân Tạo, Nguyên Tiền Quốc Yên. Có nghĩa là đọc một cái bài, đọc cái như là hoành cũng vẫn như là có mang ý nghĩa rất là sâu, mà đọc cái chiều dọc của nó cứ như là cũng hết sức là đầy đủ ý nghĩa. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An khi xưa để lại trong một cái bài là Tứ Bửu Linh Tự, tất nhiên là một cái bài nó rất là đặc biệt. Đó. Rồi sau đó đó thì hôm nay Đức Thầy ra đời là Phật Giáo Hòa Hảo, cũng có 4 câu thơ là Tứ Tuyệt Nghịch Độc. Chỗ đó coi như là cũng rất là đặc biệt, không có một cái gì nào có thể mà viết lên được một 4 câu thơ đó hết đó. Cho nên Đức Thầy mới viết trong cái bài mà Thiên Lý Ca đó, nó cũng có 4 câu thơ là Tứ Tuyệt Nghịch Độc. Còn Đức Phật Thầy Tây An thì tung hoành độc, coi như là đặc biệt hơn, coi như là không có một quỷ nào có thể coi như là viết được coi như là một cái đoạn thơ như trên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua trong 4 câu này, chúng tôi cùng với quý vị, mời cùng với quý vị để chúng tôi tìm hiểu qua ý nghĩa như sau. Vậy thì bây giờ là Bửu Sơn Kỳ Hương, tất nhiên là phát xuất từ Đức Phật Thầy Tây An. Mà Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 năm Kỷ Dậu, cho đến năm Bính Thìn, tất nhiên năm 1856 thì Ngài tịch diệt. Trong thời gian như vậy là 7 năm sau khi Ngài tịch diệt. Rồi coi như là Ngài đã về bên cái cõi Phật. Sau khi đó vì thấy chúng sanh ở trong cõi trần này coi như là hết sức là đau khổ, nhất là trong thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp. Chính vì vậy cho nên hôm nay coi như là Đức Thầy mới nhắc lại là cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống hồng trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ, cho nên không có màng gì cái tấm thân lao khổ cực khổ, cho nên mới lòng thương lê thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp lưng dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, giải răng kẻ tục dược nơi hà. Cho nên mày ngày mới coi như là trở lại trong cõi trần này để mà độ khắp cả các chúng sanh. Cho nên khi Đức Phật Thầy Tây An khi xưa với cái tông danh gọi là Bửu Sơn Kỳ Hương, thì hôm nay Đức Thầy ra đời với cái tông danh là Phật Giáo Hòa Hảo. Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên ông Thầy Ba Đạo lúc đó hậu thuốc với Đức Thầy, nhưng mà tôi ngắt khúc và trong khi đó chứng minh trong đoạn này thôi. Cho nên ông Thầy Ba Đạo mới hỏi Đức Thầy. Đức Thầy coi như là trong cái vấn đề mà thuốc thôi, nhân dân sắp đến dương bệnh khổ, tiên dược phương nào mà được thảnh thơi. Thì Đức Thầy mới trả lời coi như là với ông Thầy Ba Đạo, nói là nhân dân sắp đến dương bệnh khổ, Phật giáo khẩn cầu được thảnh thơi. Rồi ông Thầy Ba Đạo mới hỏi tiếp coi như là Đức Thầy mới trả lời là trả lời ý kiến đó một câu: tiên Phật rộng xa rất nhiệm màu, đạo đời 4 chữ đây là gốc, tà chánh tâm trì rõ Ngọc Châu. Thì đó là coi như là ông Thầy Ba Đạo muốn hỏi Đức Thầy là bây giờ trong cái tông danh của Đức Thầy ra đời là có 4 chữ Bổ Sơn Kỳ Hương khi xưa của Đức Phật Thầy Tây An, mà hôm nay coi như là Đức Thầy ra đời với cái tông danh là Phật Giáo Hòa Hảo, thì bây giờ Phật Giáo Hòa Hảo với Bửu Sơn Kỳ Hương là cũng như là một. Thôi bây giờ để trở lại. Bửu Châu công luyện chống năng thần, Sơn Thủy môn giang võ giác dân, kỳ quái trời nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ chọn ân. Bửu Châu công luyện chống năng thần, Bửu tất nhiên là Bửu Sơn Kỳ Hương là Đức Phật Thầy Tây An là nguồn gốc. Nhưng mà ở đây là Châu công luyện chống năng thần. Vậy thì bây giờ là cái chữ Châu tất nhiên là cái sự quý báu không có cái gì bằng. Mà ở đây là cái sự quý báu, đây là muốn nhắc đến là qua cái cuộc quá trình của ông Cử Đa. Thưa chứ quý vị, vậy bây giờ là Bổ Châu công luyện chốn non thần, tất nhiên là ở đây là muốn chỉ cho coi như là một cái non như là rất là màu nhiệm, là thiên liêng, là ở trên núi Tà Lơn. Cho nên khi ông Cử Đa là một người ở quê ở làng Phù Cát, tỉnh Quy Nhơn, sau khi ổn đổ được võ cử thì cánh chim bằng không ngớt tung bay, đây đó đi mua đồ hữu quốc tỳ dân.
Cho nên trong khi đó ông đã đổ được coi như là võ cử rồi, ông tên là Nguyễn Phúc Đa. Mà sau khi đó coi như là ông mới coi như là người ta mới truy tặng ông cái tên gọi là Cử Đa, tại vì ông đổ được võ cử. Từ coi như là trung phần Việt Nam, ông mới vào coi như là ở trong cái miền Tây của mình, tất nhiên là miền Nam của mình. Ông đi coi như là khắp rốt bước chân giang hồ khắp đó khắp đây để mà ông tìm phương cứu quốc trong cái thời kỳ của Pháp thuộc năm 1867. Nhưng mà hoàn cảnh hết sức coi như là gặp hoàn cảnh bi đát, ông không có thể tìm phương để mà cứu giúp quê hương đất nước được. Gặp đi đến đâu cũng gặp cái hoàn cảnh là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Vì vậy cho nên bây giờ coi như là cuối cùng đầu đó thì ông coi như là phải đi ra ngoài Phú Quốc. Mà khi đi ra ngoài Phú Quốc rồi đó thì bây giờ coi như là ông mới tìm phương coi như là để cứu giúp sinh linh. Nhưng mà không nổi coi như là gặp cái hoàn cảnh trong thời lúc bây giờ là ông Nguyễn Trung Trực coi như là thất bại ở Hòn Trong, Kiên Giang, Gạch Giá. Cho nên ông bị hành quyết vào ngày coi như 28 tháng 8 năm 1868 tại Kiên Giang, Gạch Giá. Cho nên coi như là ông Trương Công Định bị thất bại ở Gò Công, còn Thủ Khoa Quân coi như là thất bại coi như là ở Đồng Tháp, và ông Nguyễn Trung Trực thất bại ở Kiên Giang. Cho nên bây giờ cái hoàn cảnh không thể hợp tác được. Cuối cùng rồi coi như là ông từ Phú Quốc mà ông lên trên núi Tà Lơn để ông tu. Kể từ Phú Quốc ta về Long Thòn ta ở giữa kề mấy năm, dạo chơi mấy điệu chi âm, nay vì thương chúng trần dân phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi khỏi xa, dương trần quý hiệu tên Đa, cõi tiên đặt lại hiệu là Ngọc Thanh. Như vậy thì bây giờ ông mới đổi lại hắc y, đổi lại cà sa, mới cải tên đặt lại hiệu là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh chính coi như là ông Cử Đa. Thì bây giờ ông Cử Đa lên núi Tà Lơn ông tu, sau khi đó ông gặp được chân linh của Đức Phật Thầy Tây An để mà ông tu hành, và cuối cùng ông được đắc đạo. Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại: điên này xưa cũng như ai, vào các ra đài tột bực, vào sang nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì, nhờ trời may mắn một khi thẫn thơ lại gặp Đức Thầy Vũ Sơn, là gặp Đức Phật Thầy Tây An. Mấy cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy chiền, thấy điên tâm tánh quá thiền, nậu trong sót khắc biết liền thiên cơ. Tức là Đức Phật Thầy Tây An mới truyền như là pháp cho ổng, để mà cuối cùng như ổng tu đắc đạo trên núi Tà Lơn. Vậy thì nậu trong sáu khắc biết liền thiên cơ, chuyện này thôi nói sơ sơ để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Vậy thì bây giờ là ông Cử Đa gặp được chân linh của Đức Phật Thầy Tây An, và Đức Phật Thầy Tây An điểm đạo, và ông Cử Đa coi như là tu đắc đạo tại Động Lăng Thiên ở trên núi Tà Lơn. Vậy thì Bổ Châu Công Liễn chốn non tầng cũng chỉ cho nên nông trên Long Miên, ở trên đó là ở trên cái vùng núi Tà Lơn. Mà Bổ Châu Công Liễn chốn non thần cũng là chỉ cho coi như là cái núi Tà Lơn, tại vì cái non thần tất nhiên là cái non linh hiển, mà chỗ đó có nhiều người coi như là tu đắc đạo ở trên đó. Ví dụ như bây giờ Đức Thầy coi như là dẫn Đức Thầy dẫn ông cả đi núi Tà Lơn, thì bây giờ gặp được Đức Cố Quản, gặp được ông Nguyễn Trung Trực chân dân trên núi Tà Lơn, thì cái non này là non thần, tất nhiên trên đó coi như là rất là linh thiêng và màu nhiệm. Như vậy bây giờ qua câu này là Bửu Châu Công Liễn chốn non thần. Bửu Châu tất nhiên là cái sự quý báu, đây là chỉ cho ông là Cử Đà. Mà Công Liễn tất nhiên là ra công để tu luyện, chốn non thần tất nhiên là ở chỗ núi Tà Lơn. Đó là cái câu đầu để Đức Thầy muốn nhắc lại. Tất nhiên Đức Thầy hôm nay đi ra đời giáo đạo cứu độ cho chúng sanh, trong đó có chân linh của ông Cử Đà. Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt ở Cao Miên á, là vì mến Tần Hoàng. Tất nhiên là ở Cao Miên lúc đó là ông Cử Đa ở trên Cao Miên, vì mến Tần Hoàng trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính được lành chân lý. Như vậy là Đức Thầy muốn nhắc lại là hôm nay Đức Thầy ra đời đó là có ông Cử Đa, tất nhiên để mà ẩn vào trong cái thân xác của Đức Thầy và cứu độ cho chúng sanh. Hoặc giả là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt ở Cao Miên, vì mến Tần Hoàng trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính được lành chân lý. Hay là ở rừng bản giới cáo cày, bây giờ xuống thế cáo cày lìa xa, giả từ sơn lãnh lâm tuyền về đây hội hiệp xã duyên tới thầy. Là muốn nói là ông Cử Đa tự ở trên núi Tà Lơn đắc đạo mà không ngồi yên ngôi vị, mà cũng phải xoay trở lại để mà cứu độ chúng sanh, nhất là trong thời kỳ hạ quân hoằng pháp này. Rồi trong bài Sứ Mạng, Đức Thầy cũng có nhắc lại cho chúng ta biết là ông Cử Đa trở lại. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy tá hiệu cùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ truyền cho kẻ xa trần. Như vậy thì bây giờ đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy, ta tất nhiên là ông Cử Đa, cùng Đức Thầy tất nhiên là cùng Đức Phật Thầy Tây An mới tá hiệu cùng điên. Như vậy là ông Cử Đa là ông sinh điên,
còn Đức Phật Thầy Tây An là xưng khùng. Như vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết để phân tách ra, trong khi đó có hai vị, mà trong khi đó lâm phàm một vị đệ tử và một vị coi như là Đức Phật Thầy Tây An để mà mượn xác của Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy mới nói xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Cho nên Đức Thầy ra đời đó là chẳng qua là mượn xác thôi, chứ còn cái chân linh đó là Đức Phật Thầy Tây An cùng với ông Cử Đa. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại đó là tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ chờ thời thiên định thiết khùng ca. Như vậy thì Đức Phật Thầy Tây An xưng khùng, còn Cử Đa tất nhiên là xưng điên. Mà Đức Thầy còn nhắc lại Bồng Lai là cõi tiên, điên lại có ngôi, tất nhiên là chỉ cho ông Cử Đa là có ngôi Tây Phương Cực Lạc, khùng ngồi tòa sen, tất nhiên là ở bên cõi Cực Lạc bến là Đức Phật Thầy Tây An đã về bên cõi Phật rồi. Như vậy tất nhiên là ở đây muốn nói qua ông Cử Đa, tất nhiên là Bửu Châu Công Luyện Chốn Non Tầng là chân linh của Đức Thầy, là trong lúc đó thân xác của Đức Thầy có chân linh của ông Cử Đa để ra đời để cứu độ cho chúng sanh. Cho nên cái câu đầu Đức Thầy nói là Bửu Châu Công Luyện Chốn Non Tầng là cái ý nó là vậy. Tại vì nói tắt ngang thì trong khi nó không rõ, cho nên phải nói sơ lược coi như là cái lịch sử của ông Cử Đa và cái cuộc coi như là thối thân của ông Cử Đa trở lại để cứu độ cho chúng sanh, thì mình mới thấy rõ rằng hôm nay Đức Thầy ra đời trong đó coi như là có là bốn vị là tiên, Phật, thần và thánh, là cùng thời ba tới một thầy giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ, là Đức Phật Thầy Tây An nó là Phật, tiên tất nhiên là ông Cử Đa, trong đó là tiên là ông Cử Đa, thần tất nhiên là ông Nguyễn Trung Trực, thánh tất nhiên là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trở lại đó. Như vậy là Đức Thầy nó là kể từ rài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, hoặc giả là thâm trầm đạo đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào dương gian mau tỉnh trong trần mộng, tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao đó. Như vậy thì bây hôm nay coi như là để nhắc qua cái đoạn này là Vũ Châu Công Luyện Chốn non thần, thì bây giờ ở đây muốn nói qua coi như là cái sự nghiệp và cái sự cứu đời của ông Cử Đa trở lại để mà cứu độ cho chúng sanh, đó là qua câu đầu. Bây giờ đến qua câu thứ hai, sơn thủy môn giang bảo giác dân, là Đức Thầy chỉ cho tất cả đồng đạo và tín đồ biết coi như là Đức Thầy là ông Cử Đa đã trở lại, là chỉ cho nên vị trí luôn, vị trí và cái nơi đó luôn. Cho nên qua hai câu đầu đó là sơn thủy. Sơn thủy chỉ sơn là núi, mà cái chữ thủy tất nhiên là nước. Như vậy là sơn thủy tất nhiên là muốn nói coi như là non nước, mà non nước ở đây tất nhiên là muốn chỉ cho cái đất nước của đất nước Việt Nam. Sơn hà hay là sơn thủy thì ở đây là cũng đồng một nghĩa, tất nhiên là chỉ cho coi như là non nước. Chỉ thì bây giờ non nước Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta biết là sơn thủy môn giang. Môn giang tất nhiên ở đây coi như là muốn chỉ cho là cái chỗ coi như là Đức Thầy ra đời ở tại Hòa Hảo. Mà ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ổng đã có tiên tri sau khi coi như là ngài lâm phàm độ thế, chỉ ở nơi địa danh và cái chỗ đó luôn. Thì bây giờ ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, ổng mới nói qua một cái đoạn như thế này: Hòa thôn đa khuyển huệ, mục giả dục nhân canh, bắc hữu kim thành tráng, nam tạc ngọc bích thành. Có nghĩa là muốn chỉ cho coi như là hòa thôn đa khuyển huệ, mục giả dục nhân canh. Như vậy là hòa thôn tất nhiên là cái xứ Hòa Hảo, mà đa khuyển huệ đó tất nhiên là ở xứ Hòa Hảo. Lúc Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới dạy cho tất cả các tín đồ với coi như là cái tám điều đăng cấm, mà trong đám điều đăng cấm có một cái điều thứ năm, mà cái điều thứ năm là ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và chẳng nên sát sanh hại vật. Thì bây giờ người nào cũng giữ được cái giới không nên sát sanh và không nên ăn thịt trâu, thịt chó, thịt bò, thì bây giờ coi như là tất cả các loại thịt chó mà không người ăn rồi, thì bây giờ đa khuyển huệ là chó còn nhiều thì nó sủa nhiều, còn ăn tiêu tàn trên còn đâu sủa. Cho nên là ở đây nó muốn nói Hòa thôn tất nhiên là cái thôn Hòa Hảo mà sau này Đức Thầy lâm phàm ra đời độ chúng sanh ngay trong cái thời kỳ này là Hòa thôn đa khuyển huệ. Mục giả dục nhân canh tất nhiên là sau này là mục giả là cái người chăn nuôi, là chỉ cho cái người chăn trâu. Mà hôm nay Đức Thầy ra đời vào trong cái thời kỳ đó là Đức Thầy là một vị sống coi như là bình thường, không làm quan, không làm chức giống như tất cả các vị khác, mà là cư sĩ kinh điền. Tất nhiên Đức Thầy là con cả, là nhà nông đó. Cho nên Đức Thầy nó tiên tri cho chúng ta biết. Còn cái câu sau nó mới khế hợp cái chỗ là bảo giang thiên tự sức, thấy không? Bất chiến tự nhiên thành. Mà ở đây coi như là Đức Thầy nói là môn giang bảo giác dân. Tất nhiên là bảo giang
ở đây là bà Sơn Thủy Môn Giang Bảo Giác Dân, là Môn Giang Bảo. Môn Giang Bảo tất nhiên là cái cửa sông, nghe không? Chữ môn là cửa, mà chữ giang là sông, có chữ bảo tất nhiên là quý báo. Mà Bảo Giang là thiên tử sức, tất nhiên là một cái vị coi như là xuất hiện ở tại nơi coi như là sông Tiền. Mà Giác Dân tất nhiên là giác dân hướng thiện chánh tà phân minh, ra đời để cứu độ cho chúng sanh, nên gọi là Sơn Thủy Môn Giang Bảo Giác Dân. Sơn Thủy tất nhiên là non nước, mà non nước đây là chỉ cho đất nước Việt Nam. Rồi bây giờ là Môn Giang Bảo tất nhiên là một cửa sông quý báu, mà đó là cái cửa sông Tiền. Cho nên đóng ngoặc đây chúng tôi kể lại cái mỗi chuyện để mà khế hợp qua cái chỗ là môn mà Sơn Thủy Môn Giang Bảo. Một hôm nọ coi như là có cái ông mừ thầy thuốc ở lại trên chợ Mỹ Lương á, lúc bây giờ coi như là ông đi ngang qua cái tổ đình, thì lúc bây giờ đó Đức Thầy mới xuống trước cửa tổ đình á, gặp cái ông mừ. Nói ông mừ, ông là thầy nho giỏi, ông coi như là nghe nói coi như là ông là rất giỏi vấn đề mà nho văn, tôi hỏi ông hai chữ thôi nha. Thì bây giờ Đức Thầy mới hỏi ông mừ, bây giờ tôi hỏi ông hai chữ cái gì chứ Hà Tiên đó là gì? Thì trong khi đó ông mừ tèn đó, Hà Tiên có gì đâu khó. Hà Tiên tất nhiên là một cái vị trí, Hà Tiên từ đây lên tới trên Hà Tiên tốn 30 bạc, trong đó nó có đá dựng nè, rồi có như là có thạch động này kia, rồi dân dân coi như là những cái cảnh coi như là thập cảnh Hà Tiên rất đẹp lắm. Cái Đức Thầy mới ôn tồn nói với ông mừ, ông nói sai rồi ông mừ ơi. Cái ông mừ mới nói, ông hỏi chứ bây giờ nếu mà sai đó thì giờ đó là cậu Tư phải nói làm sao cho nó trúng mới được nghe, còn không trúng thì tôi không có chịu nghe. Cái Đức Thầy coi như là mới ngồi xuống, Đức Thầy mới khoát nước, mới khoát nước, mà lúc đó là năm 1939 đó, lúc đó nước coi như là nó ngập cả đường đi như vậy. Đức Thầy mới vừa phát nước lên, nó ông mời đây nè, ông coi nè, Hà Tiên Đức Chiên Hà đó là sông, mà Tiên đó là sông trước, Hà Tiên đây tất nhiên là sông trước đây nè, chứ đâu phải là đâu, thấy không? Chỉ có nhiêu thôi mà giờ coi như là ông lại nói Hà Tiên có thập cảnh, Hà Tiên có đa dựng, có mũi nai, rồi có thạch động, rồi có chùa Phù Dung gì, có nó dân dân như vậy nè, đâu có đúng đâu mời. Như vậy thì bây giờ đóng ngoặc lại cái mọi chuyện này để mà kể qua cái như là cái trong cái chỗ là Bảo Môn Giang Bảo. Chữ bảo là quý báo, mà môn giang là cái cửa sông, như vậy là mà là môn giang bảo tất nhiên là cái cửa sông Tiền, mà cửa sông Tiền đây tất nhiên là chỉ cho như là Đức Thầy Lâm Phàm ở trước cửa sông Tiền, mà Đức Thầy nói là sông Tiền đây nè ông, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan là cái chỗ này nè, thấy không? Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan là sông Tiền nè, sau này là không biết cái chỗ Đức Thầy Lâm Phàm là cái chỗ tổ định đó, là linh hiển cơ quan là chỗ này chứ đâu phải là trên Hà Tiên đó, tôi nói làm chi nè. Vậy thì bây giờ cái chỗ này là Sơn Thủy Môn Giang Bảo Giác Dân, Sơn Thủy đã lên là chỉ cho non nước, mà Môn Giang Bảo là chỉ cho sông Tiền, cái nghĩa là cái chỗ Đức Thầy Lâm Phàm. Giác Dân là Đức Thầy ra đời để giác dân, để cứu độ cho tất cả các chúng sanh. Thôi thì giờ qua câu 2 vậy đó nha. Bây giờ đến qua câu 3. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, cái chỗ này đặc biệt cả nghe, chứ không phải là thường. Bởi vì đây Đức Thầy mới nói coi như là cái sứ mạng Lâm Phàm của Đức Thầy ra đời cứu độ cho chúng sanh, và Đức Thầy mới chỉ chỗ coi như là chỗ của Đức Thầy, là cái quê quán của Đức Thầy ra đời để mà cứu độ cho nhân loại. Rồi Đức Thầy mới chỉ cho tất cả các chúng sanh biết rằng là kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Như vậy bây giờ kỳ quái chờ nơi thiên nhất định đó là gì? Bây giờ kỳ quái có nghĩa là lạ lùng, chứ không có gì lạ chứ. Như vậy bây giờ là kỳ quái là lạ lùng, nhưng mà cái gì lạ lùng? Thôi giờ phân tách cho quý vị mình được nắm biết luôn nha. Kỳ quái tất nhiên là lạ lùng, những cái gì chúng ta đang thấy đây, đang hiểu đây, đang biết đây là bình thường. Nhưng mà sau này có những cái coi như là rất là lạ lùng, mà cái lạ lùng đó coi như là trong đó nó có hai phần. Một là nhân sinh quan, hai là vũ trụ quan. Mà nếu nói qua vấn đề mà nhân sinh quan đó, thì sau này đó là quý vị mình được biết cái hen là cái sự lạ lùng không thể tưởng tượng được. Bây giờ chỉ nói coi như là đơn giản vậy thôi. Bây giờ coi như là chúng tôi xin chứng minh cho quý vị mình thấy coi như là nhân sinh quan sau này sẽ thấy có cái chỗ là kỳ quái, có nghĩa là lạ lùng đây. Bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là lão giả hậu quy nhân ấu giả, có phải lạ lùng không? Lão giả hậu quy nhân ấu giả có nghĩa là già dậy sau này sẽ trở lại là trẻ dậy, chừng lập hội thì
thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác hai hồn, có phải là kỳ quái không? Cái đây là kỳ quái, có nghĩa là lạ lùng, tự nhiên cái người già bắt đầu có đổi lại là trẻ gì. Cái chỗ này là lạ lùng. Như vậy thì sau này có những cái sự lạ lùng đó mà ông ba nói đạo vợ chồng con cháu buộc chùm ngủ mê thức dậy đứt đùm phân hai, có nghĩa là không biết, nghe không? Đổi chồng đổi vợ đổi con, thất sơn lại đổi qua liên nhà bàn, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, sau này coi như là đổi hết, nghe không? Cái chỗ mà thay đổi đó coi như là nó mới có chỗ lạ lùng, đó là kỳ quái, nghe không? Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Bây giờ chúng tôi chỉ coi như là giải cái nghĩa của chữ kỳ quái thôi, còn bây giờ cái chỗ thiên nhất định này sau này để mà bàn cùng với quý vị tiếp tục nha. Như vậy thì sau này coi như là cái con người của chúng ta đó hen, là coi như là cái cuộc đời của chúng ta coi như là thay đổi hoàn toàn hết, không phải giống như là trong thời kỳ hiện tại bây giờ mà chúng ta đang sống. Con người chúng ta bây giờ nó nhỏ thó gì nè, cái người nào lớn gì lớn như là cũng như là cao khoảng cỡ 1m8 thôi, 2m là cao dữ lắm rồi, còn cái người nào nặng gì nặng coi như là cũng có 80kg thôi đó. Coi như là nó muốn nói qua cái thời buổi hạ quân này, nhưng mà sau này kỳ quái, con người của chúng ta bị cao tới 1.6m, gọi là 1.6m, nghĩa là không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng giả chân lắm, sự lạ lùng Phật ma khó biết, rối tung làm người, thấy không? Như vậy là sau này coi như là thay đổi hoàn toàn hết, thưa chưa quý vị? Đó coi như là kỳ quái, coi như là lạ lùng, đó là muốn nói qua vấn đề mà sân sinh quan. Thì nhân sinh quan sau này cái con người của chúng ta coi như là với cái cuộc sống coi như là hết sức như là tốt đẹp như vậy thôi, đại khái vậy đây. Bây giờ vấn đề mà vũ trụ quan nha. Vũ trụ quan thay đổi luôn, tất nhiên là thay đổi hoàn toàn hết. Núi cao dút bỗng trôi thành biển, biển sâu hòm lại biến non cao, non cao tức khắc sông Hào, sông Hào nháy mắt biến vào rừng sâu. Cuộc thay đổi lợi đâu nói cản cơ nhiệm màu, biết dẫn sao cùng từ bi với kẻ hiểu trung, mong nhờ Phật Thánh hộ tùng ngày đêm. Như vậy là sau này coi như là cái cuộc thay đổi, đổi châu đốc lại đổi tỉnh biên, thất sơn lại đổi qua liên nhà bàn, tất nhiên là đổi hết, không không có cái chỗ nào là không đổi hết. Như vậy thì bây giờ trong cái chỗ thay đổi đó thì mới gọi coi như là kỳ quái. Mà kỳ quái bây giờ muốn nói cho nó gọn hơn nữa đó là quý vị mình được biết bây giờ quý vị mình đang coi như là cảm nhận ở trên vùng thất sơn vậy núi, đúng không? Trên vùng thất sơn bảy núi hiện tại bây giờ là nhìn xem cây lá gió lung lay, hoặc giả là lầu đài núi cấm lộ nay mai. Tất nhiên là bây giờ chúng ta đã thấy, thấy cái cảnh như là trên vùng núi cấm đó là bây giờ là mù mịt, mới không có cái gì trân trọng. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết để hen, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ôi. Hoặc giả là sau này coi như là trên vùng bảy núi đó mà Đức Thầy cho chúng ta biết trên năm non rồng phụng tốt tư miền bảy núi, mà sao bao quý, có phải là kỳ quái không? Kỳ quái là gì đó, tất nhiên là nó có sự lạ lùng, mà cái lạ lùng đó tất nhiên là trên cái vùng thất sơn sau này nó là thay đổi hoàn toàn hết. Như vậy là thay đổi đó là Đức Thầy cho chúng ta biết trước rồi đó, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc, ly kỳ năm non, tất nhiên là cái chỗ ly kỳ đó là lạ lùng. Kỳ quái có nghĩa là lạ lùng, đặng xem báo ngọc, ly kỳ năm non mà. Đó tất nhiên là muốn nói qua cái chỗ lạ lùng ở trên vùng thất sơn bảy núi. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang tu đây, đang chờ đây, và một ngày nào đó chúng ta coi như là coi như là để mà tận hưởng được coi như là trong cái chỗ là kỳ quái, thưa chứ quý vị. Nhưng mà bây giờ cái lạ lùng đó mà Đức Thầy qua cái câu này Đức Thầy cho chúng ta biết đó là chờ, chờ nơi thiên nhất định, thưa chứ quý vị. Vậy thì bây giờ chờ nơi thiên nhất định có nghĩa là chúng ta đang chờ. Bây giờ chờ coi như là một cái ngày đó là thiên nhất định, có nghĩa là ở đây là tạo hóa, là quyết định, là cái việc đó coi như là nó mới xong. Chứ bây giờ chưa, bây giờ không có một quỷ nào mà đứng ra mà nói là bây giờ là quyết định được coi như là cái cục diện của coi như là thế giới và lập lại cái đời thượng quân sau này được hết. Mà chỉ có ông Phật, mà Đức Thầy cho chúng ta biết lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiện đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tính chính chiều luật đau. Đây tất nhiên là sau này là lập hậu long qua và lập lại cái đại cảnh đời thượng quân thánh đức, chỉ có coi như là ông Phật nhất định thôi, mấy ông chờ nơi thiên nhất định có nghĩa là chỉ chờ coi như là tạo hóa thôi. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết chúng ta cần phải chờ đây, những đoạn chờ thiên nhất định. Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đó là nên còn đãi thiên quay nấy lệnh, nên còn đãi là còn đợi.
thiên quay nấy lĩnh, tất nhiên là còn đợi lĩnh trời nên còn đợi thiên quay nấy lĩnh. Như vậy là chúng ta còn phải đợi coi như là phải đợi chờ, coi như là đến giai đoạn đó phải ngóng chờ cho phụng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên chỗ mặt, càng nhìn dân lòng tơ siết chặt, đau chi bằng đau khúc đoạn trường. Như vậy thì sau này coi như là chúng ta còn phải chờ đợi đến cái ngàn thiên nhất định đó. Như vậy là kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, có nghĩa là phải chờ đến chỗ đó mà Đức Thầy còn mong đợi đây. Mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, ngõ lời khuyên nhân loại khắp cần sa ráng tu tịnh, hưởng đời chung cực lạc. Đó là mong tạo hóa. Thì bây giờ Đức Thầy còn mong chờ một cái đấng tạo hóa đó để sắp xếp trong coi như là cái tuần đó sắp tới như thế nào. Đó là mong tạo hóa sắp xong tuần cổ điển, tất nhiên là xong hết, mà cái tuần này coi như là tạo hóa đã sắp sẵn bài hết rồi. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết, đó là tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, có nghĩa là có hết rồi. Phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tiêm đất xử phân người cùng vật thưởng phong cho Dương Trần biết lệnh thiên công có địa ngục, rõ lệnh thiên công có địa ngục thiên đường hai chẳng. Như vậy là thiên công tất nhiên là ông trời đó. Thiên công lắc lẻo sao lâu quá, địa phủ trớ chiêu lấp mắt trần, phải không? Như vậy bất nhiên là ở đây là qua câu này, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, tất nhiên là cộng giữa là nhân sinh quan cũng là kỳ quái, mà bây giờ vũ trụ quan cũng là kỳ quái, lão giả hậu quy nhân áo giả ly kỳ thiên định, tất nhiên là ly kỳ là trời đất đã định, lạ lùng đó là kỳ quái. Như vậy là hai phần đó, vừa vũ trụ quan và vừa nhân sinh quan đều không phải chờ, có nghĩa chờ cái là thiên nhất định, có nghĩa là chờ cái như là tạo hóa sau này để mà sắp xong, coi như là trong cái cuộc định mệnh của con người và cái như là cái tạo hóa của vũ trụ đó, coi như là qua ba câu nha. Bây giờ đến cái câu thứ tư là cái câu kết thúc ha. Câu kết thúc này coi như là để đặc biệt cho cái người tu của mình, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ăn. Cái chỗ này là đặc biệt. Như vậy bây giờ là hương tất nhiên là một mùi thơm, mà hương nồng tất nhiên là mùi thơm, mà mùi thơm này là của người tu của chúng ta sau này chúng ta sẽ được hưởng. Mà bây giờ người tu chúng ta sau này sẽ có được cái hương nồng, mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại, bây giờ cái người tu chúng ta ráng mà tu đi ngang để sau này có được cái hương nồng. Mà hương nồng đó là gì? Bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đây, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân là người nào mà giữ gìn được tròn vẹn thì sau này chúng ta sẽ có được hương nồng. Bây giờ cái thứ nhất, cái hương gì? Hương nồng. Không có một hương hoa nào bay ngược chiều gió thoảng, chỉ có hương hoa người đức hạnh bay ngược gió khắp muôn phương. Cho nên cái người mà tu rồi sau này có được cái mùi hương, mà cái mùi hương đặc biệt đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết, đó là ta bây giờ tu niệm tầm thường sau danh thể đó là xả hương khắp chốn, thấy không? Sau danh thể xả hương khắp chốn, tất nhiên là cái người tu chúng ta sau này nó hen là coi như là mùi thơm bay coi như là khắp cả các nơi, chỗ nào cũng có mùi thơm hết. Mặc dầu hiện giờ chúng ta tu niệm tầm thường, hen có xả nào phải bán xa giấu trong chủ kính là cũng thơm đầy nhà. Cho nên sau này cái người tu chúng ta là bay khắp cả coi như là toàn diện ở đất nước Việt Nam, mà chẳng những đất nước Việt Nam mà bay toàn cầu trên thế giới có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, cái người nào đầy đủ các thiện căn thì giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang tất cả các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc gì mùi thơm coi như là hỏi ai vậy. Chứ bây giờ cái người tín đồ có Phật giáo hòa hảo à, cái ông đó cái gì dốt cái lớn dốt á, nhưng mà ông chịu thiệt tu, thấy không? Sau này coi như là đi ra các nước là nói chuyện tiếng nước ngoài không, để mà giáo đạo cho chúng sanh, có phải là hương nồng không? Mùi thơm này coi như là khắp cả các nơi, mà Đức Thầy nói là khắp thế giới liên dây hòa hảo, mà hay là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, có phải coi như là khắp các nơi chư quốc xưng thần trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp không? Cái này có phải là hương nồng không? Như vậy là hương nồng tất nhiên là ta bây giờ tu niệm tầm thường sau danh thể xạ hương khắp chốn, có nghĩa là chỗ nào cũng có như quý vị mình, chỗ nào cũng có người tu của mình, tức như là mùi hương thơm khắp cả các nơi, chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu đó. Vì vậy cho nên cái người tu chúng ta đó hen là sau này có được cái mùi hương mà tiếng kỳ hương, đó là thơm được biên thùy chứ không phải là dừa. Như vậy sau này coi như là cái mùi thơm của người tu của mình coi như là bay tỏ khắp cả các nơi. Nhưng mà dành thưởng kẻ tròn ân, cái chỗ này mới đặc biệt, phải không? Bây giờ dành thưởng kẻ tròn ân ra, một tất nhiên là tròn ân của thế gian, hai là tròn ân của coi như là tam bảo. Hai cái ân này coi như là cần phải có.
Bây giờ cái tròn ân của thế gian, tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta coi như là cái ân nợ, cái ân nghĩa mà bây giờ chúng ta coi như là ở đời chúng ta cần phải lo cho nó trọn vẹn. Ở đời ân nghĩa nên lo mới không hổ thẹn phận cho làm người, là một việc một lời ân đức hơn ngàn ngày kinh Phật tụng xu. Thấy không? Thấy người khổ động lòng thương đức cao hơn kẻ mà niệm xuân Di Đà. Vì vậy cho nên bây giờ cái ân nghĩa của thế gian chúng ta đã thọ nè, cái ân nhân loại nè, cái ân chúng sanh nè, và tất cả những việc gì ở trên thế gian là chúng ta cố gắng làm tròn đây. Tri ân báo ân phong quang hòa nhã, tri ân bất báo phi duyên nhân giả. Nghĩa là thọ cái ân là ở thế gian này, là chúng ta ở đời chúng ta như là phải làm sao cho nó trọn vẹn, đó là tròn ân. Như vậy là người nào mà ở trên đời này mà làm cho nó được trọn vẹn xong rồi đó, thì sau này chúng ta sẽ được như là cái phần thưởng vô giá đó. Tất nhiên là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn. Thì cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia, phải không? Đó là ngay thẳng, hiếu trung trang hiện thảo, hiện thần sách sử hãy niềm ghi. Thì rõ ràng ở đây coi như là tròn ân cái thứ nhất. Tất nhiên là ở đây là nói qua cái vấn đề ân là tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ nè, ân đất nước nè, ân tam bảo nè, ân đồng bào và nhân loại nè. Cái này là chúng ta là phải cho nó trọn vẹn. Mà nếu như tứ ân trọn vẹn thì sau này chúng ta sẽ được thưởng. Bây giờ có nhiều chỗ Đức Thầy mới xác định cho chúng ta, người nào mà gìn giữ được tứ ân, hay trọn ân đó, gìn giữ được tứ ân thì sau này coi như là chúng ta coi như là sẽ sống được đời thượng quân thánh đức và được sự cứu độ của Phật Thầy. Không, Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Hay là một câu quân lý tứ ân ta đừng phải lạc, thì phong thần bản ghi. Hay là nào là lưng lý tứ ân phải lo đền đáp, xác thân mới còn, thì rõ ràng không? Thì chỗ này Đức Thầy coi như là nói qua cái chỗ nào cũng nói tứ ân hết. Nếu mà chúng ta gìn giữ trọn vẹn thì sau này coi như là cái người đó là được thưởng của bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói là biết câu lục tự cũng phải dịnh đàn tứ ân, hay không? Như vậy thì bây giờ nếu mà tứ ân được trọn vẹn thì sau này coi như là chúng ta sẽ được thưởng. Thưa quý vị, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là xem chung cuộc phong thần tại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng là thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Có phải là trung nghĩa vẹn toàn đó là tứ ân không? Hay không? Như vậy thì rõ ràng coi như là sau này coi như là chúng ta sẽ được thưởng, là kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Thì đó là rõ ràng, tất nhiên là chúng ta như là cái người nào mà được tròn ân là chúng ta sẽ được thưởng. Đó là nói qua vấn đề cái ân của thế gian. Bây giờ nói đến cái ân coi như là cao cả hơn nữa là cái ân thầy. Cái ân của Đức Thầy ra đời cứu độ cho chúng sanh, ân thầy phổ quá nặng ngàn cân. Mặc dầu Đức Thầy ra đời cứu thế cứu độ cho chúng sanh là cứu thế chẳng mong ơn ai trả, nhưng mà đối với cái ân thầy coi như là rất là sâu nặng. Thì hôm nay coi như là chúng ta đã thọ cái ân của thầy, là mình đã gặp con thuyền Bát Nhã rồi. Có lý nào ích kỷ tu thân Phật tổ xưa còn ở nơi trần ngày gắng sức ra công vàng quá, nên đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thiết bình hòa. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy đem ra coi như là cái đạo để giải cho tất cả các chúng sanh. Mình hôm nay coi như là mình đã thọ ân của thầy, thì bây giờ coi như là nếu ai tròn ân với thầy thì bây giờ mình phải làm sao? Đó, cái chỗ này coi như là mới quan trọng này. Cái chỗ này mới là coi như là bàn cùng với quý vị là hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Kẻ nào mà được tròn ân đối với thầy thì sau này chúng ta sẽ được thưởng, phải không? Bây giờ Đức Thầy dạy bảo cho chúng ta nè, hãy tìm nghĩa chữ quy y cho đấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dân lời theo khuôn mẫu. Vậy bây giờ là quy y đầu Phật, phải nương nhờ cửa Phật và làm theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo, rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy nè, ở đây nè, thầy nè, thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng, khá dân lời. Không, nếu mà chúng ta dân lời Đức Thầy như vậy đó thì mới đúng là tròn ân, phải không? Trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng, đừng chia lìa bắt tổ nam tông, chỉ biết giấu lạc hồng thượng cổ. Nếu như hôm nay là đồng đạo của chúng ta thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, mà bây giờ nếu như chúng ta nhớ lại cái ân của thầy, muốn làm sao nó tròn cái ân đó, thì bây giờ chúng ta đừng có chia, hay không? Đừng chia ba sẻ bảy, đừng có phân nhóm, mà chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, để mà chúng ta đùm bọc với nhau trong lúc tổ thầy còn xa vắng. Thì cái chỗ này coi như là chúng ta gìn giữ vậy mới đúng là tròn ân.
còn ngược lại Đức Thầy dạy một đàn mà mình làm một ngã. Rồi bây giờ hỏi bây giờ cái ân sao tròn được? Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn tròn ân đối với tổ thầy, muốn tròn ân đối với cái như là Tam Bảo, thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là đối với cái người tu chúng ta là bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm trí tuệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, không? Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế mới chẳng phụ công ơn của Đức Phật. Như vậy tất nhiên là chúng ta làm được như vậy, tất nhiên là đó là cái ân Tam Bảo. Mà ân Tam Bảo chúng ta nếu mà giữ gìn được trọn vẹn như vậy đó, thì sau này là hương nồng, không? Dành thưởng kẻ tròn ân, tất nhiên là sau này chúng ta sẽ được thưởng. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta đi ngược lại cái lời thầy dạy mà không gìn giữ cho trọn vẹn, không đoàn kết, không yêu thương, không đùm bọc, không như là lo lắng cùng với nhau, mà không đem cái giáo lý Đức Thầy để mà truyền bá, và cũng không lo coi như là cái vấn đề gì cho Phật Pháp, thì Đức Thầy coi như là dạy cho chúng ta coi như là phải, cái thứ nhất là phải tự giác, tự nghĩa là tự mình coi như là phải giác ngộ. Cái thứ hai coi như là phải giác tha. Còn cái thứ ba coi như là đến cái chỗ là hoàn mãn của mình, tất nhiên là giác hạnh viên mãn. Nhưng mà hiện tại chúng ta cần phải lo, lo tự giác. Mà lo tự giác nó tất nhiên là chúng ta coi như là phải tự lực và cố gắng coi như là dân theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy. Vậy làm suốt trong thời gian mà những cái gì coi như là Đức Thầy đã dạy trong cuốn Tổng Bộ Sám Thi Giáo Lý, đó là lời chỉ của Đức Thầy, phải không? Đó tất nhiên là tự giác. Rồi khi mà chúng ta đã tự giác xong rồi, chúng ta còn phải đem giáo lý đó để mà truyền bá khắp cả mọi nơi. Tất nhiên là Đức Thầy nói là mình đã gặp con Thiền Bát Nhã đó, hoặc giả là chấn hưng Phật giáo hụt đường, dưới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên. Tất nhiên là sau đó là chúng ta phải làm được trọn vẹn như vậy mới gọi là tròn ân. Rồi bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết cái người nào mà được tròn ân, là bây giờ chúng ta coi như là phải làm theo những cái điều mà Đức Thầy chỉ dạy, đó là cúng lại nè, phải tròn nè, ăn chay nè, là phải tròn nè. Tại vì bây giờ nếu là hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân, tất nhiên là mình nghĩ đến ân thầy, thầy dạy mình cúng lại, mình cũng cúng lại cho trọn vẹn. Dạy mình ăn chay, ăn chay phải cho trọn vẹn. Rồi dạy mình niệm Phật, niệm Phật phải cho trọn vẹn. Dạy mình làm lành cũng phải trọn vẹn. Dạy mình nhẫn nhục cũng phải trọn vẹn. Dạy mình coi như là giữ giới cũng phải trọn vẹn. Chứ có đâu như là làm coi như là có ba mớ không à, rồi không trọn vẹn, làm sao coi như là sau này thầy về để mà thưởng mình được, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới căn dặn cho chúng ta, đó là chúng ta coi như là phải cố gắng nhẫn nhục, cố gắng chịu đựng, cố gắng dẻo dai để mà chúng ta có một cái sức định và có sức tinh tấn để mà lướt qua những cái chướng ngại khó khăn đó. Chánh tinh tấn dầu thành hai bại, cũng một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai khóa rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Tất nhiên là theo cái con đường đạo hạnh của mình mãi. Mà chúng ta coi như là theo con đường đi tới đó mãi, thì bây giờ dầu cho coi như là hoàn cảnh khó khăn, dầu cho khổ sở, dầu cho nghèo nàn, dầu cho hoàn cảnh cách mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng phải gấp tâm và làm cho bằng được, gọi là dầu cho lăn lóc ráng kiên chinh, kiên chinh mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan giả chở này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày sớm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối, thì phàm trần vạn kiếp kiếm bồng lai. Đó là cái ngày kết cuộc. Mà cái ngày kết cuộc đó tất nhiên là cái ngày chúng ta sẽ được tớ nè, thầy nè, tôi nè, chúa nè cùng nhau gặp, hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Gót hài muốn chở phải làm sao? Đạo đức thâm sâu hãy bước vào, dình tâm nhu nhược chờ dẫn đến, vậy mới rời xa cảnh mau đào. Đó là nếu mà chúng ta được như vậy thì sau này chúng ta sẽ được gặp thầy, thầy sẽ coi như là để mà thưởng cho chúng ta trong cái ngày đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó là gian dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ, vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Là cái ngày cuối cùng coi như là chúng ta sẽ được đoàn tụ, và chúng ta coi như là sẽ được hưởng coi như là những cái gì ân huệ mà Đức Thầy đã dành ban thưởng cho ta. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ được hưởng trong cái ngày Long Hoa Đại Hội, là cái ngày đó chúng ta coi như là được sống còn. Mấy người còn được xác thân thì là Đại Ngọc Cát Lân Dược Kề. Cái thứ hai, nếu như chúng ta có công đức, nếu thiếu đức không thành chánh quả cũng được đưa qua cõi thượng quan, là chúng ta sau này nếu mà được thưởng đó, tất nhiên là về cái cõi cực lạc chúng ta coi như là được cái thưởng đó. Mà Đức Thầy nhắc lại đó là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Đó là cái thưởng của mình đó, hương đồng danh thưởng kẻ trọng ân.
Mà nếu như chúng ta được về cực lạc là về cực lạc thánh thời an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu, là ban thưởng cho mình, là cái ngày đó tất nhiên là cái ngày kết quả. Rồi bây giờ hương nồng dành thưởng kẻ chọn ân, bây giờ ở đây chúng tôi xin tình tiết ra một cái đoạn này nữa, tất nhiên là kết thúc đây. Bây giờ quý vị lắng lòng theo dõi một cái đoạn này, là Đức Thầy nói trong quyển nhì. Đức Thầy nói là Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiền vợ thánh, là sau này coi như là Đức Ngọc Hoàng sẽ coi như là để mà ban thưởng cho tất cả các chúng sanh, không phải ban thưởng cho ông Phật, ông tiên, ông thần, ông thánh, mà Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiền vợ thánh. Bây giờ chúng ta hiện giờ tu Phật, nếu mà có đủ điều kiện, đủ công đức, sau này ban mình được làm Phật, chứ ban là khen thưởng, thấy không? Thưởng cho mình. Rồi bây giờ cái người nào mà tu theo thần, tất nhiên là chung quân, dầu không siêu cũng đặng về thần nhờ, hay chữ chung quân ái quốc, thì bây giờ sau này cái người này đó là sau này ông thần ông ban cho được làm thần, đó là thưởng, thấy không? Hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân, cái người này được ân nghĩa trọn vẹn đâu đó, đàng hoàng chung nghĩa, thì sau này được làm thần, chứ có gì đâu. Rồi bây giờ có người được làm thánh, có người được làm Phật, có người được làm tiên. Như vậy là Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiền vợ thánh, là ban thưởng cho chúng sanh nếu tu mà, nếu mà tu Phật thì sau này được làm Phật, nếu tu tiên sau này được làm tiên, nếu tu thần sau này được làm thần, nếu tu thánh sau này sẽ được làm thánh. Đó tất nhiên là hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Và đến đây cũng xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.